đến với ca khúc tiếp theo Yêu Em Cô Gái Bạc Liêu, với sự trình bày của nghệ sĩ Ngân Tấn và nhà báo Song Minh. Mời cô chú anh chị cho một tràng pháo tay. Alo. Mở lớn lớn lớn. Mở cái màn hình lớn lớn. Quay nghe lại. Kèm ca lười chánh hay ca lười phụ? Bài giảng cổ hoài nghi tàn.
Hôm nay là ngày khai trương của tiệm shop Bun Bun. Bun Bun. Nghe tôi cũng chúc cho cháu Hồng Loan khai trương hồng phát, làm ăn phát tài. Chúc cho tất cả những người có mặt nơi đây cùng gia đình sang năm mới nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và mã đáo thành công. Đến đây thì Nga Tuấn tự nhiên chưa đi thôi, sáng tác hai câu dụng cổ tặng cho cháu Hồng Loan một ngày khai trương luôn. Ha, đó là bài hát của anh tôi khai trương hồng phát. Xin mời thầy giúp. Cái bài này mới lên toàn bài luôn. Đồng liên lên chúc cầu cây trương hồng phát nha. Rất vui mừng đón chào quan khách, không cần xa gì đến nơi đây người ơi. Không bao giờ thay đổi giấc tàu hiền thường muôn đời. Chàng con chúc chú mừng, chàng con chúc chú mừng. Ơi họ mừng ngày khai trương. Rất vui mừng đón chào quan khách, thấy Hồng Loan đã khác hơn xưa. Người ơi, giờ đây buôn bán trong dân Phật đà sung sướng, biết bao người buôn đến đây chúc mừng nhà. Giang câu chúc mừng, giang câu chúc mừng. Ơi hò mừng ngày khai trương. Khai trương hồng quán kia. Lòng đầy hân hoan, xin mừng chúc cho tiệm shop tâm tâm mãi luôn vui vẻ và khách thăm hàng ngày. Từ đầu năm cuối năm đầm đầy đường đôi đầy, khi mua hàng sẽ được niềm vui ấm êm trong đời và nàng tung vui gặp gỡ Hồng Loan nụ cười trên môi vì ra mắng xưa ngày không còn như xưa bởi ai vui cười giờ đây nhìn tân vui bước cho mọi người mời vô đây để mua hàng vô đi ha chạy trốn hồng hóa. Hiểu không? Ba tứ gặp nhau tôi vào can sắc để con hoàng lý tiêu dài. Được không? Chịu không? Chúc mừng con làm mà ăn sẽ phát tài. Làm hết hồn hết vía. Và chúc cho con mã đáo thành công. Hôm nay hôm qua ai cũng cười thì tôi đến đây để chúc mừng Hồng Loan khai trương tân tình với chuyện pháp thanh linh mà trong ngày mà đường đầu xuân là bước đến thành công dài. Và hôm nay mọi người cùng con mùa mây mà điện thoại con. Hết 3G rồi. Hết 3G rồi. Ở đây có wifi chưa hả? Ôi nhớ hoài bao
Dạ tắt hả? Yeah. Anh đã từng thật lòng lại đây để ủng hộ liền nè. Thì đúng rồi, ai mơ đồ vì sao mắt tôi heo con gái của mình đã bây giờ chuyển thành ngô xưa. Hôm nay cứ nhìn ông chúa đà đàn trở về xưa, anh hoàng thơ hoàng chắc là biết người đợi suy. Các bạn ơi, chúc cho hôm nay là mặt mày vắng mà đến luôn luôn một nhà cứ niềm bị đứng đứng trên thang thang. Chúc cho mưa từng gió qua xuân đi xuân đến muôn nhà yên vui. Yeah.